Rồi, chào tất cả anh em đến với shop của Tùng Trần Đạt nha anh em nha. Hôm nay thì mình có con rim lùn 99, con rim lùn đời đầu nha anh em nha. Con này nữa mình mới về. Thì mình bán cho anh em bộ 3 nắp của nó là giá là 95 ngàn nha anh em nha. Thì 3 nắp rim lùn nè, nước sơn còn rất là ok nha. Và cái này đúng hàng của Nhật Bản nha anh em. Ở đây nó có chữ Made in Japan nè. Thì những cái đời xe đời đầu như là rim Thái hay là rim lùn này anh em thì nó mới có lốc Made in Japan nha. Còn về những đời sau thì nó lốc chữ cong mà chữ đó lồi ra ngoài. Thì những cái dòng ấy là nó của Thái Lan. Còn với cái dòng này thì nó nhập những cái mặt hàng này nó từ Nhật Bản về ha. Nó sử dụng cái bản quyền nó từ Nhật Bản, Honda Nhật Bản, cho nên là nó lốc nó sẽ có chữ Nhật Bản nha. Thì bộ lốc này mình bán cho anh em giá là 95 ngàn nha anh em. Đó, thì những anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình nha. Số điện thoại của mình 0915 434 973 nha anh em nha. Cái này là anh em chúng ta gắn thoải mái cho rim Thái nha. Rim Thái là gắn y hệt luôn anh em nha, không khác gì hết á. Cho nên là những anh em nào mua về gắn cho rim Thái rất là ngon lành luôn. Đấy, anh em nha, lốc thì mình bao anh em chưa một lụm này. Đó, đường máy này kia thoải mái luôn nha. Không phải lo lắng về cái vấn đề mà có đang sử dụng được hay không. Đồ trên xe thì lúc nào cũng yên tâm hết anh em nha. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua bộ lốc này anh em liên hệ mình nha. Tí mình rã ra thì mình sẽ để lại cho anh em nào chốt nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.